Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Mai Tiến Dũng và ông Dương Văn Thái theo đề nghị của Bộ Chính trị. Theo đó, Trung ương đánh giá ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Việc này gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo quy định. Trước đó, ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Bộ Chính trị đã đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Mai Tiến Dũng và ông Dương Văn Thái. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hôm 30 tháng 4. Việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong khi đó, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hôm 1 tháng 5 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông là bị can mới nhất bị khởi tố, bắt tạm giam khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 hôm ngày 2 tháng 5, ông Dương Văn Thái đã bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Đối với vi phạm của một số đảng viên tại Văn phòng Chính phủ, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Mai Tiến Dũng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng, các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Mai Tiến Dũng. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hôm 30 tháng 4. Việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ông Mai Tiến Dũng 65 tuổi, quê tỉnh Hà Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11 và 12. Ông giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Mai Tiến Dũng từng 2 lần bị kỷ luật. Vào ngày 27 tháng 1 năm nay, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Gần một năm trước, giữa tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng do vi phạm liên quan các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịch Covid-19. Ông Mai Tiến Dũng bị bắt. Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam. Cụ thể, chiều ngày 4 tháng 5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định. Trung tướng Tô Ân Xô nói, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê ở Hà Nam, ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12. Ông Dũng trưởng thành và kinh qua nhiều chức vụ tại quê hương. Tháng 11 năm 2014, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Dũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 17, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, hồi giữa tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng được xác định là đã gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Đến giữa tháng 3 năm 2023, Thủ tướng cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Mai Tiến Dũng vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với một số cán bộ, cụ thể khai trừ ra khỏi Đảng các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Nguyễn Hữu Khải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Vụ thị trường trong nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo với các cán bộ gồm Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Phương Hoàng Kim, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Nguyễn Vũ Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trần Đình Nhân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, Đảng ủy Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Điều tiết Điện lực, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Xuất nhập khẩu các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan. Các cá nhân này là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.